Rồi, chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới về một cặp rốt luôn anh chị. Đó, một cặp rốt 2020 luôn nha. Hai chiếc đều là 2020. Chiếc rốt này là bản V nè. Bản V là máy xăng nè, bản full option. Đó, chiếc này thì 2020 chạy 10.000 cây. Xe này chiều bán giá có 785 triệu à. Còn xe này là bản xăng điện nè, xăng điện nó sẽ có những cái đường sơn màu xanh. Đó, cái đường sơn màu xanh. Thấy không? Đó, chiếc này là bản xăng điện nha, hybrid. Xe này chạy 100 cây có 4 lít nè. Xe này hôm nay chiều bán có 900 à. 900 triệu, sản xuất 2020 luôn. Hai chiếc đều 2020. Xe này 2020 nhưng mà bản V giá 785 triệu ha. Đó, có hai chiếc xe cho anh chị lựa chọn ha. Anh chị quan tâm chiếc nào thì alo chiều đến coi xe nha. Chiếc này chạy 10.000 cây, chiếc màu đen chạy 32.000 cây. Đó, có hai cái lựa chọn. Đó, bây giờ chiều sẽ đi dạo một vòng ha, hai cái chiếc Rush này nè. Anh chị các bạn quan tâm chiếc nào thì cứ alo chiều đến coi. Đó, đây là bản V 785 triệu chạy 10.000 cây. Màu nâu này nhìn cũng đẹp anh chị ha. Màu nâu nhìn cũng đẹp quá trời luôn. Nhìn rất đẹp, màu nâu nhìn rất đẹp. À, anh chị nào thích màu nâu thì đến coi. Xe này người ta mới chạy có 10.000 cây anh chị. 10.000 cây à. Đó, nội thất nè. Nội thất màu đỏ ha. Đỏ. Đó, đây. Đó, màn hình 10 inch luôn. Màn hình 10 inch. Điều hòa hai dùng. Đó, cái vô lăng 10.000 cây cũng còn đẹp quá trời anh chị ha. Có ga tự động đầy đủ ha, chìa khóa thông minh ha. Đó, cần số nè. Đó, các chi tiết xe này còn rất là mới luôn, rất là mới, có bộ phủ tắp lô cho anh chị luôn. Đây là bản V anh chị nha, bản V giá có 785 triệu à, sản xuất 2020 luôn. Ghế da còn rất là đẹp anh chị, có lót sàn 5D cho anh chị luôn nè, có lót sàn 5D luôn, ghế da còn rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Để chiều qua bên kia chiều mở cái chìa khóa lên, nó cứ lóc cửa hoài. Xe mình đây chắc cũng lóc cửa rồi, lóc cửa. Nói chung anh chị muốn coi chiếc này thì cứ kết bạn Zalo chiều gửi thông tin nha. Nay chiều quay cái chiếc bản V này cho anh chị coi thôi. Quay chiếc bản V thôi. Xe này mới chạy có 10.000 cây à. Đó, 10.000 cây. Phủ tắp lô ha, màn 10 inch. Đó. Xe còn rất là đẹp, mới có 10.000 cây rồi xe nó còn đẹp lắm, đẹp như mới luôn á. Sản xuất 2020 luôn nè anh chị. Đây, sản xuất xe này 2020 ha. Ghế chỉnh điện 6 hướng nè. Xe này có độ cấp điện cho anh chị luôn. Đây, có độ cấp điện ha, có đèn pha tự động thông minh, điều chỉnh góc chiếu đầy đủ ha. Vô lăng 10.000 cây còn rất là đẹp luôn. Đó, anh chị các bạn quan tâm cái dòng Rush bản V này cứ liên hệ chiều đến coi nha. Giá có 785 triệu, chạy 10.000 cây. Xe rất đẹp. Xe này có dán phim cách nhiệt 3M luôn nè. Đó, cách nhiệt 3M luôn. Dàn ghế da còn rất là đẹp luôn. Có phủ lót sàn 5D. Ở đây có hai cổng sạc dành cho điện thoại luôn nè. Đó, giá chỉ có 785 triệu, bản V. Bản full option, camera 360 đầy đủ. Đây, phía sau của xe nè. Đó, phía sau xe nè, rất là đẹp luôn. À, có cấp điện luôn anh chị. Xe này có độ cấp điện luôn. Đây, đó có độ cấp điện cho anh chị luôn ha. Có những cái lót sàn zin theo xe vẫn còn luôn nè. Lót sàn zin theo xe vẫn còn. Ở đây thì có độ nghề. Đây. Bánh xe dự phòng chưa sử dụng luôn anh chị nha. Vẫn còn vết sơn nha. Nè. Ốc cốp này nọ nè ha. Đó đây. Xe mua bán cam kết cho anh chị đàng hoàng là xe không tai nạn nha, không ngập nước nha. Máy móc nguyên zin. Đó, xe có độ cấp điện luôn, bản V có độ cấp điện cho anh chị luôn. Anh chị các bạn nào quan tâm cứ liên hệ chiều đến coi. Giá 785 triệu anh chị nha, 785 triệu. Rồi, chịu cảm ơn anh chị các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo nha. Chiếc này 785 triệu bản V, chiếc này bản HV giá là 900 ha, cũng là 2020 luôn anh chị nha. Cũng là 2020 luôn. Hai chiếc đều là biển Sài Gòn 51H luôn. Đó. Có hai lựa chọn cho anh chị đó, quan tâm thì cứ đến coi.